Chào mừng các bạn đã đến với kênh Uống Trà Cùng Dương. Và ngày hôm nay Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái món mới có tên là trà sữa ô long. Và món trà sữa ô long ngày hôm nay Dương sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện dựa trên cái nền trà ô long thanh hương của VinShop nha. Và các bạn có thể tìm mua ô long thanh hương của VinShop trên các trang thương mại điện tử như Shopee và Lazada. Dương sẽ link cái đường link phía dưới, có gì các bạn sẽ tìm mua cho dễ hơn ha. Và để tiện hơn cho các bạn khi mà chúng ta muốn thử món, test món hoặc đơn giản là pha cho gia đình uống, thì Dương cũng có làm những cái combo nhỏ. Dương chia những cái combo nhỏ ra là một cái combo bao gồm là 200g trà và 200g bột sữa. Thì các bạn cũng có thể tham khảo trên cái link Shopee mà Dương đã đính kèm phía dưới ha. Và bây giờ chúng ta bước vào bước chuẩn bị nguyên liệu luôn nha. Các bạn chuẩn bị giúp Dương trà ô long thanh hương 35g, bột sữa 120g, đường cát 120g nha. Và tỷ lệ mà chúng ta pha trà ngày hôm nay sẽ là 35g trà ô long thanh hương với 1000ml nước sôi ở nhiệt độ từ 90 đến 95 độ C ha. Và các bạn lưu ý là như các bạn cho cái nhiệt độ quá cao có thể là làm cho chát trà nha, thì chúng ta nên ủ với nhiệt độ là 90-95 là đẹp nhất ha. Và thời gian ủ sẽ là 15 phút. Dương đã chuẩn bị sẵn ủ sẵn một cái lượng trà sữa ô long với cái định lượng là 35g với 1000ml nước sôi, ủ trong 15 phút. Và sau đó là Dương lọc ra và thu được khoảng 900ml cốt trà ha các bạn. Đây. Và ngày hôm nay Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sẽ pha nguyên một mẻ như thế này luôn để cho gia đình, cả gia đình cùng uống, hoặc là các bạn có thể là cho vào tủ lạnh chúng ta bảo quản để uống dần ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ lần lượt bột sữa và đường cát vào trong cái cốt trà và chúng ta khuấy đều. Chúng ta bỏ vào 120g bột sữa ha. Các bạn lưu ý giúp Dương là đừng để cho cốt trà nguội nha các bạn. Thì chúng ta rất là khó để mà nó tan được bột sữa. Lọc ra xong rồi là các lọc trà xong là các bạn cho sữa bột vô liền ha. Không là rất là khó để hòa tan sữa với lại trà. Nó sẽ lợn cợn và nó không có ngon nha. Bột sữa ở đây Dương sử dụng bột sữa Vima. Cái hương sữa rất là thơm thanh. Bột sữa Vima rất là nâng cái nền trà ha các bạn ha. Nâng không có khiến cho cái mùi sữa bị át cái vị trà. Cho nên đó là lý do mà Dương rất là thường hay dùng Vima cho các cái dòng trà của bên Dương. Sau đó các bạn khuấy đều lên nha. Chúng ta khuấy tan bột sữa và đường. Và các bạn lưu ý là nếu như mà mình với cái công thức này của Dương mà các bạn thấy cái độ trà nó đậm, nó quá đậm hoặc là chưa đủ đậm đối với các bạn, thì các bạn có thể là tăng hoặc là giảm thêm 5g trà nữa ha. Chúng ta cũng có thể tăng thời gian ủ, nhưng mà thời gian ủ càng lâu thì sẽ khiến cho cái trà chát nhiều hơn và cái hương thơm bị giảm lại, cho nên các bạn cần cân nhắc cái phần đó ha. Chúng ta nên tăng lượng trà chứ không nên tăng thời gian ủ nha. Chúng ta khuấy đều. Với một mẻ trà sữa ô long như thế này thì các bạn có thể làm được 5 đến 6 ly cho gia đình cùng uống. Tuy là không được cái màu đậm như là trà đen để chúng ta dùng, chúng ta thường Dương hay hướng dẫn các bạn pha trà sữa bằng trà đen, thì cái màu của ô long thì sẽ không đậm như trà đen, nhưng mà cái hương thơm là không thua kém đâu nha các bạn. Cái hương rất là đặc trưng, vị trà đậm, hậu vị rất là đậm. Và đối với món trà sữa ô long thì các bạn có thể dùng kèm với lại topping như là búp điên trứng hoặc là trân châu ngọc trai ha, cũng rất là hợp với lại món trà sữa ô long. Và cách làm búp điên trứng là Dương cũng đã có một video chia sẻ, thì các bạn có thể là xem lại video đó ha. Dương sẽ kèm đường link phía dưới để cho các bạn tiện chúng ta theo dõi để thực hiện ha. Và bây giờ thì
Dương sẽ cho đá và cho trà sữa vào. Cái màu rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Mà Dương lưu ý các bạn nha, khi các bạn vừa pha ra trà sữa còn nóng, chúng ta cho đá vào uống ngay thì nó sẽ không ngon bằng là các bạn cho vào tủ lạnh làm lạnh hơn một xíu, để cho trà sữa và đường cân bằng hòa quyện với nhau lại thì sẽ là khi đó các bạn thưởng thức sẽ ngon hơn ha. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong món trà sữa ô long dựa trên nền trà ô long Thanh Hương của VinSat, và Dương mong là các bạn sẽ thực hiện thành công cái món nước của ngày hôm nay. Và nếu trong quá trình các bạn thực hiện có gì thắc mắc hoặc có vấn đề gì thì đừng quên comment bên phía dưới nha, Dương sẽ hỗ trợ các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha. Đừng quên follow cho mình.